Thưa quý vị, báo cáo của hãng nghiên cứu bất động sản toàn cầu JLL trong quý 4 năm 2016, thì thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã vượt mặt Tokyo của cả Nhật Bản để trở thành điểm đến đầu tư bất động sản hấp dẫn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. JLL căn cứ vào mức độ sôi động trong giao dịch tại các thị trường bất động sản để đánh giá mức hấp dẫn về mặt đầu tư tại các thành phố lớn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu. JLL dẫn chứng trong quý vừa qua, Thượng Hải đã đón nhận khoản đầu tư trị giá 2,9 tỷ đô la Mỹ của ARA Asset Management vào khu phức hợp CenturyLink hồi tháng 10. Đây là khoản đầu tư bất động sản lớn nhất trong khu vực trong cả năm ngoái. Trong phân khúc bán lẻ, giao dịch giá trị lớn nhất trong năm thuộc về vụ Zhongbang Development chi 825 triệu đô la Mỹ mua lại 80% cổ phần của khu Jingkhao Light Hub. Tính trên toàn thế giới, Thượng Hải xếp vị trí thứ 5 sau New York, London, Los Angeles và Paris. Tính chung tất cả các thành phố mà JLL khảo sát, tổng lượng giao dịch bất động sản tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương của năm 2016 tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, riêng quý 4 có mức tăng trưởng 21%. Tại Trung Quốc, giao dịch bất động sản trong quý 4 vừa qua đạt 15,5 tỷ đô la Mỹ, tại Hàn Quốc là 7,4 tỷ đô la Mỹ và Nhật Bản là 7,2 tỷ đô la Mỹ.